Hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 1 năm 2024, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì trạng thái nắng hanh khô, thời tiết buổi sáng hơi se lạnh, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 29 đến 33 độ, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí cuối tuần. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng, nhiệt độ 31 đến 33 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, ngày nắng, mức nhiệt từ 30 đến 32 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2, độ ẩm 71 đến 76%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ 29 đến 31 độ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, độ ẩm 71 đến 76%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, có mưa và dông, tầm nhìn xa dưới 10 km, gió theo hướng đông bắc đến đông cấp 5, cấp 6, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 6 tháng 1 năm 2024, mực nước cao nhất 378 cm vào lúc 20 giờ 45 phút và mức thấp nhất 255 cm lúc 3 giờ 45 phút.